Theo Bộ Tài chính, quý cuối năm ngoái, cơ quan quản lý sử dụng hơn 132,8 tỷ đồng từ quỹ bình ổn và trích quỹ 14,9 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ trong tháng 4 năm 2023 khoảng 3,3 tỷ, lãi vay phát sinh trên số dư quỹ âm không đáng kể. Như vậy, tính đến cuối năm 2023, số dư trên quỹ bình ổn giá xăng dầu khoảng hơn 6.655 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ so với quý liền trước. Nhưng so với năm 2022, số dư quỹ cao hơn khoảng 2.000 tỷ đồng. Theo Nghị định số 95 về kinh doanh xăng dầu, quỹ bình ổn giá được hình thành tại doanh nghiệp đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, bảo toàn số dư quỹ. Bộ Tài chính, Công Thương có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.